thì chồng em mất. Sau một thời gian thì cũng nói chung là cuộc sống cũng vất vả hơn 2 năm rồi. Em cũng về xây một tí nhà. Anh có chấp nhận cuộc sống với em thì như thế để yêu thương con em, anh cũng đồng ý. Nhưng khi về gia đình em sống được một thời gian thì anh cũng lừa em thế chấp nhà mẹ. Em thế chấp nhà mẹ xong rồi anh bỏ đi. Bỏ đi không nói câu gì cả. Em thì cũng trải qua một đời vợ rồi. Thì nói chung là vừa mới chia tay được mấy năm, không may đi cháu con trai là cuối năm kia cháu bị tai nạn mất. Tìm giúp một người là phù hợp này. Về là chủ yếu là phải sinh nở được. Đấy, bởi vì em có một đứa con gái thì hiện tại đang ở với mẹ. Trai, em chào anh Quyền Ninh với chị Ngọc Lan, bạn gái bên kia về. Dạ. Em tên là Đỗ Đăng Lưu, sinh năm 1975, đến từ Hà Nội. Lưu làm công việc gì? Em làm nội thất về đồ gỗ. Rồi em làm ở đâu? Em làm tại xưởng tại nhà luôn. Ở Hà Nội hả? Dạ vâng. Rồi từ Hà Nội bay vào đây luôn. Dạ vâng. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Em xin chào chị Ngọc Lan ạ. Chào anh Quyền Linh và chào bạn trai bên kia. Chào quý vị khán giả có mặt tại trường quay bạn muốn hẹn hò ạ. Dạ. Em xin tự giới thiệu. Em là Nguyễn Thị Thu Hiền. Em sinh năm 1982, quê em ở thị xã Phú Thọ ạ. Chị làm công việc gì? Trước đây em làm công ty may. Sau đó thì chồng em mất. Sau một thời gian thì cũng nói chung là cuộc sống cũng vất vả hơn 2 năm rồi. Em cũng về xây một tí nhà. Rồi các anh chị cứ gán ghép em lấy chồng. Thì em cũng không có muốn lấy đâu, thật sự thế. Thế là mọi người cứ gán thì em lấy một anh này cũng có một đời vợ, nhưng mà không có con. Khi đến với em thì em cũng nói là về có ở rể không, anh cũng chấp nhận. Và em cũng nói là em cũng có 2 người con trai, chồng em mất rồi. Anh có chấp nhận cuộc sống với em thì như thế về yêu thương con em, anh cũng đồng ý. Nhưng khi về gia đình em sống được một thời gian thì anh cũng lừa em thế chấp nhà mẹ. Em thế chấp nhà mẹ xong rồi anh bỏ đi. Bỏ đi không nói câu gì cả. Em vào trong thành phố Hồ Chí Minh thì em lên Đà Lạt để chia tay. Chia tay xong cuộc sống nó vất vả quá. Thế là có người giới thiệu em lại sang Ả Rập. Dạ. Em sang Ả Rập làm được hơn 2 năm. Thì em về nhà chơi mẹ em cứ giữ. Thế là nhưng mà tiền giả nợ giả nần cũng khó. Vất vả một mình em gánh trọi với 3 đứa con với mẹ già. Thế em lại vào thành phố Hồ Chí Minh. Em làm công ty giày da Hiếu Nghĩa được 6 tháng. Thì chuẩn bị đến Covid thì em lại sang Dubai. Em sang Dubai được hơn 2 năm. Chủ cũng thử thách em nhiều và cũng không muốn em quay về Việt Nam. Nhưng em nói còn mẹ già các con em phải về. Thì trong thời gian em sang Dubai ấy, thì thật sự em cũng không muốn lấy chồng nữa. Nhưng mà con trai em cứ động viên là mẹ nên tìm hiểu một người để sau này mẹ đỡ buồn. Con trai lớn em ấy, thế em bảo là em cũng chẳng biết số phận em như vậy có ấy không. Thì nó đăng ký rồi, xong em cũng đăng ký thật. Thì chương trình gọi em đây ạ. Thì em cũng mới về nước được 2 tháng ạ. Cuộc đời của Hiền cũng gian truân quá hả? Dạ vâng ạ. Con em mấy tuổi rồi Hiền? Cháu đầu sinh năm 2002, năm nay cháu 21 ạ. Cháu thứ hai 2005, cháu năm nay 18 ạ. Cháu cũng đang đi học, sắp ra trường ạ. Còn cháu thứ ba thì năm nay cháu được 7 tuổi, cháu đang ở với bố ở thành phố Đà Lạt ạ. Cuộc đời chị buồn quá hả? Dạ vâng. Còn Lưu? Dạ. Em thì cũng trải qua một đời vợ rồi. Thì nói chung là vừa mới chia tay được mấy năm thì thực ra là vợ thì em cũng được 2 đứa con. Một trai thì sinh năm 2003. Một gái thì 22, không may đi cháu con trai là cuối năm kia cháu bị tai nạn mất. Thì thực tế bây giờ là em cũng lên chương trình, nhờ chương trình là để tìm giúp một người phù hợp này. Về là chủ yếu là phải sinh nở được. Đấy, bởi vì giờ em có một đứa con gái thì lại hiện tại đang ở với mẹ. Như là giờ em ở một mình? Em ở với có 2 mẹ con. Mẹ bao nhiêu tuổi rồi? Mẹ năm nay ngoài 70 rồi. Ngoài 70 rồi. Cô bên kia cũng gian truân, bên đây cũng không được may mắn lắm. Mà chia sẻ với những điều đó, em có điểm mạnh, điểm yếu gì em nói cho nhà gái biết đi luôn. Có nghĩa là cái gì là làm được cái đó. Kể cả bất cứ công trình việc gì là em có nhìn thoáng qua cả là em có thể là áng áng được tầm đến 90-95%. Và nấu ăn thì em cũng biết sơ sơ. Nói chung là làm cái gì là em luôn luôn là giữ lời hứa chuẩn. Điểm yếu là gì? Điểm yếu của em là hút thuốc lào, ít nói.
Em chia tay vợ lâu chưa? Cũng được khoảng 5 năm rồi. 5 năm. Bây giờ chị là nói cho em biết nè, là chị ưu điểm khuyết điểm gì nè? Điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng, thích giúp đỡ người khác, thích hoạt động xã hội. Nói chung là các công tác thì em cũng làm được. Cái thứ hai nữa là điểm yếu là em hơi nóng tính. Vì là em không nên không phải là em nói thẳng, nên là nhiều người rất hay tự ái với em. Là bây giờ chị mong muốn có một người bạn đồng hành với mình như thế nào? Cuộc sống của em cũng đã vấp ngã như vậy, thì em cũng chỉ mong muốn nếu mà bạn trai mà thực sự muốn đến với em, hiểu hoàn cảnh và thông cảm, yêu thương con em cũng như em yêu thương con bạn ấy. Chứ em cũng không mong muốn gì đâu chị ạ. Còn Lưu? Dạ. Mong muốn một người bạn đời như thế nào? Cái thứ nhất là ưa nhìn một chút. Cái thứ hai nữa là tính thẳng thật. Sống là phải chung thủy, chăm lo việc trong gia đình. Sống là cái tâm cái đức. Cô gái bên này là rất tính, rất thẳng, thẳng quá, đôi khi nó hơi nóng tính luôn đó. Nhưng mà em có mẫu hình lý tưởng nào không? Em cũng không quan trọng lắm đâu anh. Em chỉ cần là biết chăm lo cho gia đình. Tại vì hoàn cảnh em giờ chỉ có mẹ già, mấy cả mấy con ấy cùng yêu thương nhau, cùng chia sẻ lẫn nhau vui buồn. Có sao thì nói như thế. Giờ mẹ già đang ở đâu? Mẹ già em thì bây giờ đang ở với em với cả cháu thứ hai ạ. Dạ. Còn cháu lớn thì bây giờ ở nhà ông anh chồng thứ hai ạ. Nhưng mà cháu làm quản lý khách sạn luôn ạ. Dạ, có vấn đề là cháu trao đổi với em. Trong trường hợp là lúc mà em đi sang nước ngoài em cũng khó khăn ở nhà ấy, thì cháu hay giúp đỡ em mua bán cho bà. Rồi nếu mà em có khó khăn về trước đây nợ tiền là cháu lo trả. Chị may mắn chị có được những người con. Thì cháu cũng động viên cho em là nếu mà bây giờ mẹ muốn đi bước nữa hay là mẹ muốn như thế nào, chúng con đều ủng hộ. Thật sự cháu thứ hai là hôm nay định đi theo em vào đây, nhưng vì cô giáo bảo là sắp đến ngày ra trường con phải đi chụp ảnh hiếu kỳ, cho nên là cháu đi theo cô giáo với nhà trường ạ. Dạ vâng. Hôm nay em đi với ai? Em đi một mình ạ. Dạ. Còn Lưu đi với ai? Dạ, em đi với người bạn. Em xin chào anh Quỳnh Ninh, chào chị Ngọc Lan, chào tất cả quý vị khán giả. Em là bạn thân của Niu. Hoàn cảnh của hai bên thì chắc là mọi người cũng đã hiểu, thì mong rằng là hai bạn người là bấm nút và cùng hoàn cảnh đấy chị, cố gắng là san sẻ bù đắp cho nhau những gì còn thiếu. Mong hai bạn gọi là cố gắng. Dạ, cảm ơn anh. Thôi, hai bạn sẽ gặp nhau đi nha. Mở rào. Bắt đầu đi luôn. Dạ, chào anh ạ. Chào bạn. Dạ, em xin ạ. Anh ơi, em cũng đến từ Phú Thọ. Cũng chẳng có gì đặc sản đâu, nó là gói bánh thì mời anh ạ. Ừ, rồi, anh xin cảm ơn. Vâng, mời anh, mời anh Quyền Linh với cả chị Ngọc Lan ạ. Thì em được tặng một bộ nước hoa này. Chị... em cũng chưa được dùng đâu. Còn đây là em để cho chị Ngọc Lan một lọ ạ. Để thử sản phẩm bên em ạ. Em cảm ơn chị. Còn đây em tặng cho anh Quyền Linh ạ. Có anh nữa hả? Dạ, vâng ạ. Trời ơi, cảm ơn em. Em chia hết rồi ạ. Vừa có kẹo ăn, vừa có dầu thơm nữa. Em vừa bảo là em ở Phú Thọ. Dạ vâng ạ. Chỗ nào Phú Thọ? Em ở ngay thị xã Phú Thọ anh, chỗ vườn hoa, chỗ đài truyền thanh ấy. Thế nên hiện tại bây giờ là em cũng đang rảnh đúng không? Đúng rồi. Nghĩa là không phải nuôi đứa nào đúng không? Không, em bây giờ không phải nuôi cháu nào ạ. Dạ, tại vì cháu đầu giờ nuôi cháu thứ hai ạ. Thế em nhìn để anh thì em... Dạ, em nhìn anh cũng bình thường. Đẹp. Em thì anh nhìn thì cũng là tương đối là cao giáo. Dạ, cảm ơn anh ạ. Em là cũng tuổi tốt à? Dạ vâng ạ, em sinh năm 82 anh. Thế thì cái quan trọng của anh là vấn đề là về là mình phải thống nhất là một cái gia đình hạnh phúc này. Cái thứ hai nữa là bắt buộc là phải sinh con. Anh thì vừa là con trưởng lại vừa là trưởng họ. Thế nên bắt buộc là anh lấy người phụ nữ nào về lấy hợp duyên hợp số về là phải sinh con vậy. Đó, được vài đứa là cái tốt. Vâng ạ. Đấy là cái quan điểm nhất. Cái thứ hai nữa là anh thì nhà thì 6 chị em nhưng ăn chưa mà dành hết được. Giờ chỉ có mỗi mẹ là hiện tại là đang ở với anh. Tại vì nhà em thì có một mình em, cho nên là ngày trước em cũng nghĩ là mẹ em đẻ có mình, đâm ra em cũng rất buồn. Sau em ước sau này em mà có chồng em đẻ thật nhiều, cho nhà là vui. Thế còn ý định của em thì nếu mà gặp nhau mà hợp duyên hợp số thì em định khi nào thì có thể... À thì em bây giờ hợp duyên hợp số thì cũng chưa biết được anh ạ. Ngồi trên này chưa biết được, mình phải tìm hiểu ra cảnh hai bên. Xong rồi mình mới có sự là nhất trí của hai bên. Nếu mà anh chấp nhận hoàn cảnh của em, số phận đã đổ vỡ như thế thì mới đến được với nhau chứ anh. Chứ không phải là ngồi đây là nói cái là đi về với nhau. Thì tất nhiên thì mình cũng phải có thời gian để mình tìm hiểu chứ. Dạ vâng ạ. Ý anh nói là nếu mà cái thời gian anh em mình mà tìm hiểu mà để đủ và hiểu rồi thì khoảng
thời gian bao lâu thì em có thể là em cũng không quan trọng thời gian lắm đâu anh. Tại vì bây giờ em cũng lớn tuổi rồi, không phải còn trẻ nữa. Cho nên em chỉ muốn là anh bây giờ lớn rồi thì là nếu mà sau khi chúng ta đổ vỡ rồi, có sự hoàn thông cảm cho nhau và để chia sẻ về bố mẹ hai bên cùng các con. Em không muốn là ý là sau này thể dụ em là một người mẹ đi, có thể ghét con của chồng nhưng em không làm như được thế. Em cũng muốn là yêu thương tất cả những con của mình. Em chỉ mong muốn là như thế thôi anh. Dạ. Thì mà em cũng xin anh một điều là nếu mà có duyên mà đến với nhau thì em cũng làm công tác xã hội, mấy cả em cũng hay đi hoạt động về bảo hiểm Đai Chi, nên là đi với các chị ý, thì em cũng mong muốn là em cũng chia sẻ, nhưng mà mong anh chấp nhận được như thế. Còn nếu mà không thì em cũng chịu, tại vì em hay giao lưu bạn bè chứ em không có cái gì cả. Cho anh ý kiến một câu nhá. Vâng ạ. Thế nếu như anh em mình mà có duyên để gặp và cho nhau cơ hội, em có thể là bỏ cái nghề bảo hiểm em làm việc khác được không? Nếu mà anh có thể nuôi được em mà các thứ thì em cũng sẽ bỏ, em không theo nữa, chỉ lo cho gia đình thôi anh. Bởi vì anh thấy cái nghề bảo hiểm ấy, thì toàn những người ta nghỉ là mình phải đi làm, mà người ta đi làm là mình được nghỉ. Thế bởi vì là nếu như em mà toàn, nếu mà đi vào toàn những cái giờ mà để nghỉ đấy thì có lẽ là cái việc nhà với con cái là em không thể xếp sắp được. Không phải, thế anh nhầm rồi. Cái trong nghề bảo hiểm này anh chưa bán chưa biết, không phải. Mình chỉ là đi công ty, mình chỉ xã giao với cả là mình đi tư vấn khách hàng. Nếu mà có được hay không thì không quan trọng. Giờ rước thì cũng về sớm anh ạ, chứ không phải đi đông đêm về hôm. Anh không thích bạn nữ là làm về cái bảo hiểm. Vâng. Đấy, anh cũng trước khi anh đăng ký anh cũng muốn tìm một người bạn làm nghề tự do. Vâng ạ. Đấy, chứ anh không thích là bạn nữ là làm công việc nhà nước. Vì bảo nhà hiểm nước tự do đó em. Bảo làm cái này là tự do đó. Gò bó về thời gian. Không có gò bó luôn. Vâng, đa số phải đi vào những cái giờ người ta được nghỉ. Mình mới tư vấn được. Cái đó cũng đúng. Nhưng thực ra em đừng lo, nếu mà tình yêu chúng ta đủ lớn đó thì có thể chúng ta đâu phải là người ta làm giống như làm ngoài giờ thôi. Vâng, đúng rồi. Còn lo con cái kia không có thời gian thì cũng không đi bán được đâu. Mình lấy nhau về thì mình ở đâu? Hà Nội hay Phú Thọ hay đâu? Em thì ở Hà Nội. Thì hiện tại em cũng vừa mới đang làm nhà, tức là vừa mới xong được cái móng thôi. Thì chắc cũng vài ba tháng nữa là mới làm xong được. Làm nhà xong lấy vợ là vừa đúng không? Thì đấy là em là muốn tìm được bạn gái nào mà phù hợp, mà cảm thấy tiến đến được hôn nhân thì chắc về là thắc ở. Vâng, xong nhà là sẽ cưới liền. Đó. Vâng. Suy nghĩ quyết định ha. Dạ. Bây giờ Lưu đứng lên. Đó, nắm tay bạn gái kia đi nào. Đó, bây giờ hát tặng bạn gái bài gì đi. Sẽ không bao giờ anh phụ tình em, thà rằng không yêu thì thôi, đã nguyện yêu thương nhau rồi, anh xin thề trọn đời chung đôi. Em cảm ơn anh. Anh gái có hát được không? Em hát cũng được mà hát không hay thì anh. Cái hát đại đi, hát giao lưu thôi mà. Dạ thôi, em cũng hát tặng anh bài Nhạc Đỏ nhá. Tại vì bố em trước đây làm thiếu tá bộ đội mà. Dạ. Đi giữa trời khuya sao đêm lấp lánh, tiếng hát ai vang động núi rừng. Phải chăng em cô gái mở đường, không thấy mặt người chỉ nghe tiếng hát. Nếu chúng ta nghĩ đây là đúng một nửa yêu thương của mình thì bấm nút đó. Còn không đúng thì chúng ta không cần bấm nha. Dạ. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Em có bấm không? Dạ không. Lý do tại sao? Lý do là nếu bạn mà kém một tuổi nữa hoặc hơn một tuổi nữa thì là mình rất thích. Nhưng bởi vì là vợ cũ của mình cũng tuổi 82 như vậy, thế nên là mỗi người được một tính, mỗi người một lết, chứ không phải là ai cũng giống nhau. Nếu em kém một tuổi hoặc hơn một tuổi thì đẹp. Vâng. Tức là vì cái tuổi thôi đó luôn hả? Vâng. Trời ơi, Linh thấy quan trọng nữa rồi. Ở đây một người phụ nữ phải nói là đã vượt qua rất nhiều phong ba bão tố. Một người phụ nữ rất là cứng cáp. Em cũng, cái vợ cũ của em cũng vì sinh năm 82. Đấy, tất nhiên không phải là anh em vô độ cả lắm. Thế nhưng mà
cái người phụ nữ mà 982 đấy thì cũng có người mỗi tính một người mình lết. Con vợ em mà tính nó tính đàn ông. Nó tùy theo người thôi. Vâng. Dạ em tên là Đặng Tiến Đủ. Hả? Đặng Tiến Đủ. Đặng Tiến Đủ. Dạ. Bao nhiêu tuổi? Dạ em năm nay 30. 30. Dạ. Nghề nghiệp gì? Công việc của em hiện tại là đang làm bên công ty gỗ của bạn Thế Mạnh. Em quê ở đâu? Dạ quê em ở Đồng Nai. Rồi. Đủ đang làm gỗ ở Đồng Nai. Dạ. Rồi, ta phiên bạn gái giới thiệu về mình. Dạ, chào chị Cát Tường, chào anh Huyền Linh. Chào em. Và chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Mai Phương, em 25 tuổi và em đang hiện sinh sống và làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu. Quê mình ở đâu em? Dạ quê em ở Bình Định chị, nhưng mà nhà thì vào trong này khoảng hơn 20 năm rồi. À, dạ. Vậy là ở Vũng Tàu luôn. Dạ. Ồ, nãy bạn trai là ở chỗ nào? Đồng Nai. Đồng Nai. Cũng... em hướng nào vậy em? Hướng... Đủ. Dạ em hay đổ Sơn Quân Long Thành. Ồ rồi, vậy thì trên đường đi Vũng Tàu cũng không có xa gì lắm. Rồi. Rồi. Tuần này gặp Vũng Tàu đúng không? À, điểm mạnh điểm yếu của em là gì em? Dạ, điểm mạnh của em đó là rất thích ca hát. Dạ, vui vẻ hoạt bát và biết cách quan tâm chăm sóc mọi người. Tốt quá. Dạ. Điểm yếu? Điểm yếu của em đó là thẳng tính và hơi nóng tính một tí. Dạ. Đã thẳng tính rồi mà còn nóng tính nữa. Dạ, em cái gì mà nói thẳng mà tao không nghe là quýnh luôn á. Nhất là trong chuyện tình cảm em rất là dứt khoát. Dạ. Ví dụ như là sao, dứt khoát là sao? Ví dụ như là một khi là đã chia tay rồi là sẽ không có chuyện quay lại. À. Dạ. Rồi không có dây dưa gì hết. À. Dạ. Bạn trai. Điểm mạnh điểm yếu em là gì? À, điểm mạnh của em đó là em hát được. Ừ. Dạ. Rồi chơi thể thao được, ví dụ như bóng đá. Rồi em thì biết nấu ăn. Có thể là em tự lo giặt màu, quét chân, rồi dọn dẹp nhà cửa, tự nấu ăn. Nói chung làm tất cả việc gì phụ nữ làm mình có thể làm được. Dạ. Ngoài một chuyện là sinh con. Trời. Vậy là được rồi. Dạ. Tốt rồi, còn điểm yếu? Dạ, điểm yếu em là hay nóng tính, nhưng mà hay đôi lúc thì nóng tính á. Ừ. Rồi khi nói nó lớn tiếng, nhưng mà rồi lại thôi. Bên kia cũng nóng tính, bên đây cũng nóng tính. Hai người coi như là không ai kiềm chế được ai là mệt lắm á. Đôi lúc thì cái lưỡi nó nhặt vô. Cũng có thể như vậy ha. Rồi. Tình trường của mình thì sao em? Dạ, em trải qua hai mối tình rồi chị. Một mối tình thì hồi còn đi học. Còn một mối tình thì chia tay cách đây cũng 7-8 tháng rồi. Nhưng mà em tức là không có còn vương vấn gì hết. Dạ. Lý do tại sao chia tay? Dạ lý do là tại vì bạn ấy nhỏ tuổi hơn em, với lại là kiểu là không có chuyện của em với bạn đó là có ảnh hưởng, có sức mạnh ảnh hưởng tới người lớn, cho nên là em là người chủ động chia tay trước. Dạ em không muốn ảnh hưởng tới sau này nữa. À. Dạ. Rồi tình trường bạn trai. Dạ em thì cũng hai mối tình, sâu đậm nhất là mối tình đầu tiên. Dạ là khi lúc đó là em học lớp 12. Bao nhiêu năm? Hơn 10 năm rồi. 10 năm? Hơn 10 năm mối tình đó hả? À không không, cái mối tình đó là bắt đầu hơn. À. Còn mà kéo dài thì khoảng chừng 1 năm mà. Ồ gì ít vậy? Còn mối tình thứ hai thì em mới chia tay được 1 năm. Nhưng mà kiểu quen bao lâu mà chia tay 1 năm rồi? 3 năm. Quen 3 năm cũng dài đó em. Dạ. Sau hai mối tình đó thì tại em có biết lý do tại sao mà mình chia tay hay không? Thì cái mối tình đầu tiên là chắc do nhiều khi gia đình bạn. Rồi. Còn mối tình thứ hai thì do cách cái ứng xử của bạn á. Không có tốt được người lớn nói chuyện với bên em. Nói chung là chỉ có nói chuyện với em thôi, nhưng mà những cái cách đối xử với lại người lớn bên em thì không được nên thôi. Bạn gái đó thì nói là chia tay. À. Níu kéo nhưng mà thôi. Xong rồi thầy nói với hai người luôn. Thôi vậy thì mình cũng hiểu rõ cái đường tình hai bạn rồi. Chúng ta bỏ qua những cái quá khứ đi ha. Dạ. Bây giờ đang hướng tới điều tốt đẹp nhất. Mình mong muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào em? Dạ. Bạn trai thì đó là hình mẫu lý tưởng. À. Dạ, cao một tí. Tại vì em thì thấp bé quá, em sợ nếu mà bạn trai mà cũng thấp nữa thì em sợ là đẻ con ra toàn là chú lùn không thôi. Cho nên em mong muốn là bạn trai cao một tí. Dạ. Có công việc làm ăn với lại có nhà cửa luôn ổn định thì càng tốt. Ừ. Hoặc là đang có ý định mà mua nhà mua cửa để xây dựng việc gia đình. Chung là phải an cư mới lạc nghiệp đúng dạ, không? Dạ. Rồi. Có cái mẫu người lý tưởng như thế nào không? Dạ mẫu người lý tưởng của em đó là anh Quyền Linh. À, anh Quyền Linh chương trình này nhiều người ngắm nghía anh lắm. Dạ. Anh đưa lấy anh Linh ra làm cái chuẩn không à? Em rất thích cái khuôn mặt phúc hậu của anh Linh. À. Dạ. Rồi. Điều gì em ghét? Em không thích ở người bạn người chồng tương lai của mình? Dạ đó là ăn mặc lượng thuộm. Với lại bày bừa, mọi thứ em không thích. Là em sợ nhất là gặp phải bạn trai mà gia trưởng với lại lăng nhăng á, kiểu rồi tính đàn bà nữa chị.
em sợ nhất là gặp phải chuyện. Em hỏi thử ảnh của anh có gia trưởng lăng nhăng không? Anh có gia trưởng không ạ? Không, anh có gia trưởng không? Ai cũng nói như vậy hết á. Không, cái đó là thiệt mà, anh không gia trưởng. Dạ, thì anh gia đình đã tính gì tới chuyện cứ hỏi gì chưa anh? Nếu mà được á, mình tiến tới khoảng gì? Được khoảng 6 tháng thì có lẽ mình tiến tới được. 6 tháng? Vậy là cũng hối rồi đó. Nãy giờ bạn gái đưa bao nhiêu tiêu chuẩn đó, em cảm giác em đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Thì nhà cửa em có sẵn rồi. Rồi, tốt. Nhiều khi bạn gái không sợ, bạn gái làm dâu được. Em phải đi. Đúng rồi, em hỏi đi. Không làm dâu, em có làm dâu được không em? Là anh sống chung với ba mẹ hay sao ạ? Ba anh thì mất dâu rồi, còn muốn đi với mẹ thôi. Dạ, nếu mà thật sự là tiến tới với nhau thì chuyện đó em cũng không thành vấn đề đâu ạ. Dạ. Thôi, vậy cũng ổn rồi ha. Dạ. Còn em muốn tìm một cô gái như thế nào? Nói chung là em tìm em dễ lắm. Bạn gái của em là đừng biết đừng ghen tuông. Ừ, đừng ghen tuông. Dạ, đôi lúc những khi ghen tuông mà đừng có bận quá. Phải tìm rõ nguyên nhân. Ừ. Được đó, ví dụ em có làm gì vậy? Bạn gái mà có ghen mà đừng đi đúng á thì bạn cũng làm gì em được. Còn mà với bạn thì em không thích lại biến chuyện là được. Tức là đối nhân xử thế với gia đình này kia ha. Dạ. Để rút kinh nghiệm như cái mối tình trước á ha. Ừ. Thôi, để anh qua anh coi. Coi cô này như thế nào nha. Đàn trai qua coi mắt. À, chào em, gái dễ thương. Dạ. Nãy giờ anh đưa ra tiêu chuẩn gì em thấy em đáp ứng được không? Dạ, nói về chuyện ghen thì tất nhiên trong tình yêu là ai cũng sẽ có ghen. Nhưng mà nếu mà anh không muốn mà em ghen vớ vẩn thì anh cũng phải làm việc gì cũng phải rõ ràng một tí. Dạ, và phải tôn trọng em, đặc biệt là điều đó. Được không em trai? Dạ, được rồi. Đó, được. Dạ. Là gì nữa? Còn những cái điều kia đáp ứng được không? Ví dụ giao tiếp, ứng xử gia đình đó. Bởi vì anh đã một lần cũng mất cái đi tình yêu bởi vì sự rồi giao tiếp với gia đình đó. Dạ, cái đó thì em làm được. Em nhắm mình là có phải là một người phụ nữ của gia đình, một người phụ nữ có thể làm dâu tốt hay không? Dạ, em nghĩ là được. Tại vì lúc nào bên cạnh em, trong những cái thời khắc quan trọng nhất thì gia đình vẫn là quan trọng nhất và luôn ở bên cạnh em. Theo em, để giữ một người chồng đẹp trai, dạ, thông minh, dạ, thì mình giữ như thế nào? Mình phải biết cách để làm một người vợ, một người mẹ tốt. Dạ. Tất cả về ngoại hình và về cái tâm hồn của mình nữa. Dạ. Rồi, được rồi. Dễ thương đó. Cô gái thông minh, đàn trai thấy được. Đàn trai thấy được nhưng mà đàn gái phải coi có thấy thì được cái rồi, không coi chứ. Coi qua coi đi. Đàn trai cũng đâu có phải giờ nếu xấu được đâu, đàn trai cũng ngon lắm mà. Bên đó thì nói là muốn tầm là 6 tháng nhưng mà phía bên mình thì em muốn ví dụ được thì bao lâu kết hôn được? Dạ em thì khoảng 1 năm đổ lại được rồi chị, không cần lâu quá. Gia đình có hối thúc gì chưa? Dạ mẹ em hối miết, mẹ em nói năm nay không được là sẽ đuổi đi. Hả? Dạ. Năm nay là 28 hả? Dạ. Không được là đuổi đi. Mà giờ năm nay là phải làm liền chứ, vậy là kế hoạch 6 tháng của ảnh nó cũng hợp lý đúng không? Nếu mà được thì là cuối năm. Ừ, vậy là được rồi, rồi hợp lý. Xuống 5 tháng cũng được. Đó, đàn trai thôi. Rồi, chào em ha. Lịch lãm lắm mà. Nhà cửa công việc ổn định hết trơn rồi đúng không? Dạ đúng. Bây giờ mình thật sự cái điều mà em không thích nhất ở người bạn gái là cái điểm nào? Em không thích nhất thì nãy em chia sẻ cho bạn gái là em không thích ghen tuông đó phải ghen tuông với lại ghen vớ vẩn á. Dạ đúng rồi. Nhưng mà mình phải đàng hoàng nghiêm chỉnh thì người ta sẽ nói chung là đôi lúc nhiều khi mình đi nói chuyện với lại bạn học hay là gì đó nhiều khi bạn gái không biết. Ừ. Bạn học mình xưa thôi, bạn bình thường thôi, nhiều khi bạn gái không biết là mình ghen lên rồi nhiều khi ghen quá cái đầu tình cảm mất đi. Đúng rồi. Dạ. Mình phải giải thích thôi, thật ra mình chỉ nói một chứ mình cứ khăng khư người ta không hiểu người ta mới ghen, mình giải thích thì đúng rồi. Đúng rồi. Thì biết yêu mà là phải ghen chứ gì. Đúng rồi. Rồi bây giờ có kế hoạch mọi thứ là sẵn sàng hết rồi. Dạ. Đám cưới này kia hết rồi. Dạ. Ha. Thì bây giờ mình cái vấn đề là ổn định cái cuộc sống và phát triển cái kinh tế, em dự kiến phát triển cái kinh tế em sau này như thế nào? Rồi kinh tế trong gia đình ai sẽ là người quản lý? Thì em nắm tiền cũng được rồi. À. Dạ. Em đôi lúc gì khi em thích cái đó là có tiền là cứ mua. Cần phải có một người phụ nữ làm cái tay hòm chìa khóa cho mình đúng dạ, không? Đúng. Công việc em hiện giờ ổn định không? Dạ ổn định chị. Mình có định phát triển cái kinh tế, mình mở rộng kinh doanh hay là gì không? Dạ có. Em định làm em gì? Em đang cũng đang tìm hiểu đó lắm, những cái công việc đó, nó phù hợp với lại công việc hiện tại của mình với bề ngoài á, mình có thể kinh doanh, mình buôn bán thêm cũng được. Tại bạn gái này rất là chú trọng có đưa ra cái tiêu chí là phải tìm người, phải có cái kế hoạch trong cuộc sống nó ổn định để lo cho vợ cho con. Kinh tế nó cho phép mình làm cái đó. Nhưng mình phải có kế hoạch. Dạ đúng rồi. Và cố gắng. Dạ. Rồi theo chúc em sẽ sớm đạt được những cái kế hoạch trong tương lai ha. Dạ. Rồi hy vọng là cặp đôi này cuối năm này đám cưới được á. Dạ. Ha. Em rồi. Rồi chị thấy là hợp lý đó. Anh tới Đồng Nai ra Vũng Tàu em luôn nha. Mà. Dạ. Rồi. Được em, được. Cao ráo, nói chung là men. Rồi, hỏi ý kiến người thân đi. Em đi với ai?
Dạ em đi với mẹ, với cô và với em gái. À, mình hỏi thêm ý kiến của mẹ đi nha. Có mẹ là khỏe rồi ha. Rồi, có mẹ. Mẹ đánh giá luôn. Chào chú Bình Linh với cô Cát Tường. Dạ. Chào cô. Mình là mẹ cô Lê Vương. Thì nói chung mẹ đã xét anh trai ra bài thì cũng được. Theo ý mẹ là khoảng được bao nhiêu phần trăm? Thì tôi với bác thì hai đứa này là cái phù hợp. Đó là con. 5 tuổi. 30 là tuổi tỷ đúng không? Dạ, hậu tuổi. Tuổi thân mẹ. Hợp tuổi không? Lập dạ, tuổi được, không con? Dạ được chị. Dạ. Rồi là vấn đề là cô ấy thêm là con làm bên ngành gì một cái dạ, gỗ. Gỗ là con làm bên công nhân xuống gỗ hay sao? Cô làm bên kế hoạch. Kế hoạch chỗ công nhân. Tức làm sếp rồi đó. Là làm sướng hơn, còn làm công nhân rồi còn. Con làm cách nhà con đi xe máy khoảng 25 phút gần khu lịch Cường Xoài. Bây giờ anh Tài ở với mẹ hả? Dạ. Mẹ là nhà gia đình được mấy anh em? Nhà con được 6 anh em. Có gia đình đó, con út hay là nhỉ? Còn là út luôn. Con là 3 anh em. Con mình có con với mẹ hả? Hiện tại thì con với lại người chị sinh đôi của hai người chị sinh đôi kia. À. Em có hai người chị thôi. Rồi. Một chị thì lấy chồng rồi. Còn một chị nữa. Coi nhà có ba người đó. Dạ. Còn người kia thì làm sao? Dạ. Người kia cũng chuẩn bị lấy chồng đi về nhà chồng rồi đó. Dạ. Thì theo mẹ thấy thì cái công việc làm ổn định, mấy gì cũng chững chạc, có kế hoạch rõ ràng. Cho nên là cái đó bây giờ nên đến đây đã là một cái duyên rồi. Dạ. Thì hai cứ cho nhau cơ hội ở có thời gian tìm hiểu lâu hơn, biết được chỉ có một tiếng tới sao hơn ở hai bên gia đình vui. Rồi, cảm ơn cô. Anh trai đi với ai? Dạ, em đi với lại một người bạn thân với ai? Bạn thân nhất ha, cho gặp bạn thân đi. Thân nhất luôn đó hả? Thân ai nấy lo đó. Bạn thân em có tật xấu gì không? Dạ không có anh. Bạn em nói xạo anh. Ai muốn có tật xấu. Đúng rồi. Dạ. Nói chung là bạn em cũng có một chút hơi nóng. Nóng rồi cũng qua thôi. Bạn em có phải là người chung thủy không? Cũng có thể đó. Chú sao có thể? Có thể là sao không em? Sao có thể? Dạ là chung thủy với người yêu của anh. Hả? Có thể. Tình trường có bao giờ chưa anh? Tình trường là có đăng nhau bao giờ chưa? Dạ, chắc không đó là thật. Dạ. Ừ, nói thật á. Sống là hòa đồng vui vẻ mọi người đó. Dạ. Là bụng chậm là. Rồi. Em thấy là cái người bạn ở bên kia đó có giống như những cái gì mà trước khi đi hai người bạn thân bàn bạc chưa? Cũng không có bàn bạc gì hết. Không có bàn luôn hả? Không. Tưởng đâu đi phải gặp cô này thế kia chứ không bàn gì hết. Nói chung là nếu mà bạn em nó nói là có thể nhìn sẽ chắc được ok. Nhưng mà em thấy được không? Dạ nói chung cùng quê với em luôn. Bình định luôn hả? Ý kiến riêng của anh nhận xét về em thì như thế nào? Nói chung cũng có tính cũng giống như của bạn của anh. Chấp nhận. Quá tuyệt rồi anh. Dạ. Theo em thì bạn thân em có nhấn nút không? Thì chắc bạn có thể nắm đó. Cũng có thể nữa. Sao cái gì cũng có thể hay là có thể không vậy? Bạn không có gì chắc chắn hết trơn vậy? Rồi. Mày chắc chắn luôn. Không. Phải... Bạn đã chắc chắn rồi đó. Chắc chắn rồi đó. Ờ phải vậy mới được. Mạnh mẽ lên. Anh có bạn gái chưa? Dạ. Anh có bạn gái chưa? Em hả? Hả? Đeo hai chiếc nhẫn hả? Hai không. Vợ rồi hả? Có, vợ mặc quá được. À. Rồi cảm ơn anh. Đúng là bạn thân, thân ai nấy lo thiệt luôn. Thôi mình rồi, đã nghe ý kiến. Bây giờ mình kéo màn lên cho hai bạn gặp mặt nha. Đây giây phút của mình nha em. Không gian này rồi. Có tụi em đó. Bắt đầu đi. Để có đồng tiền đồng điếu là dễ thương đồng lắm tiền. Đẹp quá ha. Rồi chị để cho. Hai bạn Hoàng đứng đó đi, hai bạn đứng đó để mọi người ngắm xem. À, thấy hai người này có tướng phu thê gì không vậy mọi người? Thấy hợp nhau không? Hồi nãy nói hai người hát rất là thích hát đúng không? Hai người có thể đứng hát chung một bài nào đó thử coi, bàn bạc đi, thử xem tôi xem nó có còn gì nó hợp nhau nữa không? Thử xem. Đó. Rồi, vô. Hợp nhau rồi đó. Nhìn nhau nha, hai người hát nhìn nhau.
coi như không gian đây không có ai hết, chỉ có hai bạn thôi. Nào chúng ta bắt đầu. Nắm tay nhau trên đường tung tăng vui cái ngày tháng, dẫu trên sự đi lại của đôi ta như ngày ấy. Nắm tay sân biển, mắt anh vui biển, chung bước vì yêu. Yêu dù là xa lắm nơi nào anh vẫn được yêu. Xa dù là xa nếu đôi tay nhau và xa. Muốn nhìn cùng chúng ta cách hơn mình cùng nhau nhau mãi. Ôi em, vì tình yêu anh sẽ chờ anh ra vòng tay và thứ tha cho anh ngày ấy. Chẳng thắng anh mười lắm, tình bóng anh đang trên đặt tôi. Để chờ đến bóng mưa trong lòng giống bó. Giấc mơ sao chưa dám nỗi buồn. Hay được. Xuất sắc. Rồi. Thế là hợp nhau rồi đó. Rồi đó. Rồi, chúng ta ngồi tâm sự đi. Một chút xíu đi là quyết định nha. Thấy khởi đầu là suôn sẻ rồi đó. Anh thấy rằng khi nói chuyện với nhau và khi hát với nhau, chúng ta cũng có một số tương đồng với nhau. Hòa quyện ha. Hình như là duyên nó đến cũng rất gần rồi đó. Còn phần có hay không thì do cuộc nói chuyện ngày hôm nay nha. Các bạn cứ thẳng thắn trao đổi vấn đề. Không gian này là của các bạn. Bắt đầu. Bắt đầu. Cũng nói chung là được 50%. Dạ. Em có nói là em tên gì đang quên chưa? Anh biết em 25 tuổi thôi. Em nhớ anh là tên gì không? Dạ. Đúng rồi. Đủ Phương. Tên dễ nhớ quá mà phải nhớ chứ. Để nhớ. Cảm nhận đầu tiên của hai bạn gặp nhau là như thế nào? Cảm nhận đầu tiên của anh là em anh cũng có. Điện như các từ cũng có. Ba đứa mình lấy nhau là lúc đều luôn á. Lúc nào tên đổi không có chuyện. Đủ tiền không chị? Đủ luôn ha, đủ với tiền. Hay. Công việc của anh thời gian như thế nào? Anh thì công việc thì mình chẳng 7 giờ, 4 giờ thì có anh trai 8 giờ. Dạ, tại giờ chắc anh đã một cuối tuần hả? Đúng rồi. Nếu mà đúng một thứ hai, nếu mà anh phải sắp xếp công việc hoặc trong tuần. Ví dụ đó thì báo, ví dụ như mình sắp xếp công việc xong. Dạ. Còn là nhất là tôi chỉ nhận. Và nếu mình hẹn họp thì sao anh? Chủ yếu là anh chạy với em. Dạ. Hay là giữa tuần, hôm nay cuối tuần đi đều ra. Nhưng mà khi nhập thì chọc nhiều quá em chán. Nói chung là bất cứ khi nào mình cảm thấy cần thì mình có thể gặp. Dạ. À, cho em hỏi một câu ha. À, đối với anh bây giờ điều quan trọng nhất. Dạ, anh lại em có hỏi đó nha. Dạ. Nãy anh có hỏi em á là nếu mà anh về làm nhau được á, nếu em có nhà thì cũng đề mình chia luôn. Má anh kỹ lắm, đó em nay má có đi là tại vì má nhà mất đứa em. Dạ, con của anh em. Dạ, má anh kỹ tính á. Quét suốt nhà cũng suốt ngày à. Ở nhà của mình cứ sáng quét, chiều quét, trưa quét. Còn tính anh thì sao, có kỹ tính không? Anh thì ví dụ ở nhà có mấy lần má anh chửi á. Mày sao mày bài quá, chọn nhiều khi con bài má mới dọn, chứ con bài má dọn được. Còn đi chỗ khác á, thì phải kỹ. Đúng khi ở tập thể chung công việc là mình phải gọn gàng kỹ cho trong không gian làm việc đẹp hơn. Anh định hướng tương lai khi nào có nhà cửa riêng như thế nào? Hay là kinh doanh, nếu sau khi mình lấy nhau phát triển kinh doanh thế nào? Cái mảng gì có thể nói chia sẻ với nhau biết đâu hai người hỗ trợ cho nhau. À, công việc em là gì? Dạ, em làm ở trong spa. Spa. Dạ. À, có nhiều cái phát triển công việc của em, nếu mà có thể cưới nhau thì cái phát triển công việc của em thêm. Em chắc hoặc là kinh doanh mua bán thôi. À, dạ. Dạ. Từ từ làm chủ bản thân mình. Dạ. Có nghĩa là em là nhân viên spa. Dạ đúng rồi. Thì đôi lúc nhiều khi xong ví dụ anh em cưới nhau. Phát triển thì đôi lúc nhiều khi anh nghĩ là theo cái buôn bán của anh mới được không? Tại vì hiện tại giờ là kế hoạch anh đặt hết, ví dụ như là những thứ công ty cần, vậy là đôi lúc nhiều khi mình có mình làm vô cái công việc đó mình buôn bán cũng dễ hơn. Dạ. Anh hiểu không? Dạ. Anh có thích mở? Anh có thích mở spa làm đẹp ở Vũng Tàu cho vợ mình làm không? Spa thì chắc em đưa tiền mở. Đâu, spa chỉ cần mặt bằng thôi mà. À, cũng không cần phải gì nó ấy lắm. Để em dựng tiền má
Má cho không? Biết. Trời ơi, sao gì cũng không biết trơn vậy? Để nãy quên hỏi má. Chứ để chưa làm vậy, để hỏi má rồi. Nhưng mà ý kiến riêng của anh phải có cái ý kiến riêng của anh chứ. Đúng rồi. Là anh đã chuẩn bị sẵn cho tương lai rồi. Có nghĩa là chuẩn bị trước tinh thần rồi đó. Em hiểu không? Còn ví dụ như cầu vật chất phải cho phép được. Ví dụ như hiện kim thì được. Nhưng mà giờ em lấy vợ em có hỏi ý kiến má không? Dạ có, nãy má đi má giận không mà phải được nha, mà không được gì vậy. Ủa không phải, nhưng mà thí dụ em chịu, má em không chịu thì sao? Không, ở nhà em dễ lắm anh. Đôi lúc nhiều khi là sướng thì mình nhờ, khổ thì mình chịu thôi. Cho nên em là vậy, còn nếu không ba má thì không, anh chị em là không lựa chọn vợ chồng cho anh em. Tức là em có quyền quyết định đúng không? Dạ đúng. Cái đó khỏi hỏi má ha. Dạ. Chứ hỏi má là mệt lắm á. Thì có tiền là hỏi má thôi. Ừ. Rồi bây giờ á, là mình định hướng về con cái sau này như thế nào? Em thích trai ra. Em thích con gái đầu lòng. Dạ, anh thích trai giống như vậy là con mình là được rồi. Dạ. Cái đó là quốc trời ban rồi. Dạ. Gái đầu lòng dễ thương lắm em. Anh thích hai đứa con gái luôn. Mẹ muốn hỏi gì kìa, mẹ muốn nói gì kìa. Dạ. Con có cuốn bằng thường nhậu không? Con thì nhậu. Không phải là thường nhậu, ví dụ tuần ví dụ gặp bạn bè hay gì anh em đồng nghiệp á thì có nhậu. Còn không thuốc thì con đang trong cái thời gian cai. Dạ. Ca nghiện. Dạ em là không ai thích hút thuốc á. À, ngay cả ba em cũng đã bỏ thuốc từ rất lâu. Dạ. Con muốn hỏi gì nữa không? Chúng ta được thì tốt, chứ cả nhà cô từ ba nó với em mà không có ai hút thuốc hết. Nhậu thì nó có mức độ thôi thì được. Dạ. À, chứ nếu em muốn lọt vô gia đình đó là em phải như vậy, chứ không thôi là em thành giống như người hành tinh rớt xuống rồi, vậy bắt đầu cay đó. Không có được. Thôi được rồi, bây giờ cũng không còn thời gian nữa. Chúng ta hãy nhìn nhau thật kỹ, kiểm tra lại tất cả mọi thứ nãy giờ mình trò chuyện để xem trái tim mình nó có rung động hay chưa. Bởi vì khi đến đây có rung động chúng ta mới bấm, còn không rung động thì không bấm các bạn nha. Kiểm tra lại cho 30 giây, chúng ta hãy nhìn thẳng mắt nhau. Có thể nhắm mắt lại cũng được, tùy các bạn. Và nói hết những suy nghĩ của mình về đối phương, sau đó chúng ta quyết định. Chuẩn bị. Xin mời. 30 giây, bắt đầu. Hết thời gian. Rồi. Bạn trai nói trước đi em. Em nói em suy nghĩ gì về người đối diện? Hoặc là cảm xúc của em hiện tại cảm xúc của em như thế nào? Mới gặp bạn thì gái gái. Anh nghĩ ra là anh cứ nói. Đúng rồi, cứ thật lòng. Giờ nó không ra đâu lắm vậy. Xong rồi mình nghĩ ra bây giờ cũng không lộ được. Anh nói nữa không? Anh cứ ráng nặng ra đi chứ sao anh nợ em ngoài vậy? Anh còn nợ em. Thôi, nếu không nói được thì thôi. Chúng ta thể hiện bằng nút bấm nha. Đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Rồi, hãy nhìn về phía trước. Suy nghĩ thật kỹ các bạn nha. Đây. Cô, một cô gái rất là năng động. Một cô gái rất là mạnh mẽ. Một cô gái rất xinh xắn. Một chàng trai cũng thế. Nhưng đôi khi cũng hơi rụt rè, bối rối. Nhưng đã đến lúc chúng ta đưa ra quyết định cho cả cuộc đời của mình. Bấm là trao duyên. Không bấm thì duyên vẫn còn. Rất nhiều người đang theo dõi cái thời khắc này và đang quan sát hai bạn. Cho nên hãy suy nghĩ thật kỹ, hãy chín chắn và đưa ra quyết định của mình và chịu trách nhiệm với nó. Nhớ nha, như anh Linh đã nói, bấm nút là tìm hiểu, hẹn hò để tiến tới hôn nhân. Hãy đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. Chúng ta không thể bấm nút vì bất kỳ điều gì. Bấm nút khi con tim mình đã rung động các bạn nha. Chuẩn Một. Bị 2 3 Hết thời gian. Xin mời bạn. Tại sao bạn gái lại không bấm? Dạ, em cần một người trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn và có chính kiến riêng của mình. Dạ. Tại anh nợ em nhiều quá đúng không? Anh cứ nợ không, anh không trả lời đúng không? Dạ. Đấy cũng là do lỗi của mình đó. Thật sự cô gái anh nghĩ rằng là rất là dễ thương, rất cá tính, rất cũng quyết định đó. Nhưng không sao, anh nghĩ rằng là trong cuộc sống đôi khi nó cũng có những trắc trở như vậy. Biết đâu những cái trắc trở phong ba bão tố nó giúp mình trưởng thành hơn. Và biết đâu điều kiện thì hai em cũng sẽ có thể gặp gỡ với nhau. Đầu tiên nhìn là hai bạn rất là xứng với nhau. Nhưng mà đúng là trong cuộc nói chuyện em hơi thiếu một cái sự quyết đoán một chút. Em phải
mạnh mẽ anh, em cứ bị lừng khừng làm người phụ nữ người ta không có cái niềm không tin. Có niềm tin. Đúng rồi. Dạ, nói đúng thì em rung á. Em rung đúng không? Dạ. Cũng có thể cũng như có vậy. Có thể như vậy. Anh nghĩ rằng một chàng trai cũng đẹp trai mà, cũng bản lĩnh đấy. À, nhưng mà thôi có duyên cũng có phận, nhưng biết đâu sắp tới chúng ta cũng có phận với nhau. Quan trọng là do em có quyết liệt hay không thôi. Dạ. Cơ đúng hội rồi. Cũng anh... có thể còn đấy. Đàn ông là phải quyết liệt lên. Hôm nào cho anh ra ngoài đó ra spa làm đẹp nha. Dạ. Rồi.